nhiều hơn. Cả thế giới biết một điều rằng anh đã yêu em, thương em nhiều bao nhiêu. Tìm cho ta quyển Quốc ngữ Trịnh ngữ. Dạ. Trong sách này có ghi chép nói Đại Bành Quốc từng bị Ân Thương thảo phạt mà diệt vong, nhưng theo như ta biết, con cháu người Bành không hề bỏ cuộc, họ vẫn tiếp tục di cư về phía Nam để dựng nước. Sau này còn tham gia thảo phạt Thương cùng với Chu Võ Dương, nhưng cuối cùng vẫn là bị Sở Quốc bọn ta tiêu diệt. Quả nhân còn biết Bành Quốc này là một trong những tiểu quốc bị Sở Quốc cách làm hủy diệt sớm nhất. Đại Dương, Quả Nhân nghe nói nàng đã quên ăn quên ngủ vì hòa tử Bích này. Hả? Đang làm gì vậy? Đại Dương đừng động đậy, thiếp làm cho người vòng qua này nè. Thêm bông hoa chúng đẹp lắm. Đẹp như thế nào? Vô cùng duyên dáng. Lão bá đội vòng hoa này còn đẹp hơn cả đội mũ miệng. Lại thành cô ngốc rồi. Lão bá lại chê Nguyệt Nhi. Ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc. Tốt như thế nào? Tâm hồn thuần khiết, không biết toan tính. Đa tạ lão bá đã khen. Nàng muốn Quả Nhân tưởng nàng thế nào đây? Vậy thì lão ba cõng Mỹ Nguyệt đi. Tiểu gia đầu được thưởng nên lớn gan quá. Lão ba không chịu thì thôi vậy. Em làm dâu anh sẽ ra chồng. Thôi được rồi. Trời đất lên lúc tân thế, anh vẫn yêu em không đổi thay, chỉ thương em nên